đang trồng trang trại thanh long. Nhiều không Duyên? Khoảng 1.000 trụ. À 1.000 trụ á hả? Dạ là một mẫu ạ. Dữ chưa? Chú của em cũng là cái kiểu là thương người quá hay cũng hay bị lừa. Em là một người tự lập từ bé, những cái thứ mà em thích em sẽ tự mua. Khuyết điểm của em thì em nói rất là nhiều. Thí dụ giờ mình trồng về trồng thanh long được không? Dạ được anh. Về mình kiểm tra thanh long cũng được em. Dạ đó. Được anh, đúng nghề của em. Rồi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi chào em. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Ngô Hữu Duyên ạ. Sinh năm 89 ạ. Em đang sinh sống và làm việc ở Bình Thuận ạ. Em đang trồng trang trại thanh long. Nhiều không Duyên? Khoảng 1.000 trụ. À 1.000 trụ á hả? Dạ là một mẫu ạ. Dữ chưa? Mời nhà gái. Mời nhà gái ạ. Dạ em là đầu tiên xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào anh và tất cả mọi người đang có mặt ở trường quay. Em tên là Lê Thị Mỹ Liên, em sinh năm 1999, hiện tại em đang ở Tiền Giang. Công việc chính của em là em làm QC kiểm soát chất lượng của cho một công ty thủy sản. Tiền Giang là ở đâu Liên? Dạ em ở Mỹ Tho ạ. Thành phố Mỹ Tho, đi quốc lộ 1 là tới hả? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Duyên? Dạ em là người trung thực ạ. Em biết làm tất cả việc mà phụ nữ làm á. Còn điểm yếu của em cũng là cái kiểu là thương người quá hay cũng hay bị lừa á. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ ưu điểm của em là một người tự lập từ bé. Những cái thứ mà em thích em sẽ tự mua. Khuyết điểm của em thì em nói rất là nhiều. Nói nhiều thì sẽ nói không hay và có nhiều lúc nói sai, cho nên em cảm thấy đây là khuyết điểm em cần phải thay đổi. Thí dụ giờ mình trồng về trồng thanh long được không? Dạ được anh. Về mình kiểm tra thanh long được em. Dạ đó. Được anh, đúng nghề của em. Đúng nghề của em. Đường tình duyên của em sao? Dạ tình duyên hả? Chắc em chưa yêu ai luôn anh. Chắc em chưa yêu ai luôn anh. Gì vậy? Dạ. Hả? Chắc chưa yêu ai là sao? Là và cũng chưa có người yêu. Dạ. Một phần là cũng có yêu và nói, nhưng kiểu người ta vẫn chỉ chê. Số vị em cũng quen một cô ở gần quê thì người ta biểu là em là tốt quá, không hợp với anh. Trời ơi. Người nào vô nắm tay con gái chưa? Nắm tay con gái thì chắc có chứ. Chủ động nhiều chứ. Nhưng mà cũng chỉ nhìn nắm thôi là chị. Có nụ hôn đầu đời chưa? Đó, chưa yêu lấy đầu nụ hôn anh. Trời ơi. Nghĩa là tình yêu chưa đến thật sự. Dạ. Chưa hôn lần nào luôn. Ai hết. Này hàng hiếm á. Có bao giờ mà mình khao khát mình được có bạn gái để mình hung bạn gái không? Có chứ. Có hả? Dạ. Vậy được rồi, tưởng không có luôn á. Trời ơi, tôi thiệt á. Tôi nhìn chàng trai này đẹp trai nè. Rám nắng chút xíu thôi bởi nhà nông mà. Dạ. Nhưng mà cái ưu điểm là chưa có người yêu mà chưa bao giờ hung người yêu luôn. Cái đó là khuyết điểm chứ ưu điểm gì, tới hả? Giờ này vẫn chưa có bồ mà ưu điểm. Nhưng mà hỏi thiệt, có biết lý do tại sao mà hồi nào giờ mình không có cái cơ hội để có một cái tình cảm với người ta không? Có thể là mình sống thực tế và mình sống tử tế quá. Mình muốn tự mình làm cho kinh tế, đôi khi ít tiếp xúc. Nên có thể vì thế mà ế. Không lẽ cả xóm em không ai nhận ra đây là người đàn ông mà tử tế? Sống tử tế là người ta phải thích thôi chứ. Dạ, tại vì cái công việc của em cũng làm nhiều công việc, em phải đi á. Em cũng ít ở nhà lắm. Em đi suốt vậy, không lẽ em có biết không tiếp xúc ai? Tiếp xúc có nào? Chứ. Thường nhưng mà cái lạ vậy anh. Em đến nhà ai là người ta là con cháu lấy vợ lấy chồng ấy rồi. Không thấy lạ. Dạ. Em có thích đàn ông không? Cái này em nói thật với anh, nếu mà đàn ông mà BD á gặp em là người ta sẽ thích em. Nếu mà đàn ông mà BD á gặp em là người ta sẽ thích em. Tại vì em đi 1-2 lần rồi mà, chứ gặp BD là người ta kiểu người ta chào hỏi và người ta rủ mình đi chơi. Rồi có đi không? Em cũng không hiểu. Không. Thầy con, để tôi đưa qua chương trình Cà Mau ngồi. Dạ thiệt mà chị. Thôi được rồi, tôi qua nhà gái coi sao. Dạ, con chào chú. Gái. Trời ơi, tướng tá cào ráo nha. Dạ. Này trồng thanh long cũng được nè. Nếu mà lấy chồng về Bình Thuận được không? Bình Thuận hơi xa, nhưng mà nếu như mà có một lý do thì con sẽ đi. À, hơi xa. Lý do nha. Là dạ. Đi về thu hoạch thanh long là giàu lắm luôn á. Dạ. Nếu như mà có cơ hội thì con sẽ đi. Con sẽ đi đúng không? Dạ. Được tình duyên mình là... Dạ con thì chưa có một mối tình nào chứ. Chưa trời luôn. Ơi. Trời ơi. Trời ơi, hai ông bà này mà về với nhau rồi, không lẽ mấy mốt hỏi chị Ngọc Lan ơi, bây giờ em muốn hung bạn gái mà em muốn biết hung làm sao? Bên kia lớn 10 tuổi có thấy gì không? Dạ bình thường mà, miễn anh trưởng thành là được.
có bao giờ trong đầu con tưởng tượng một người chồng tương lai của con là như thế nào không? Trong mắt của con á thì bình thường trưởng thành là được, còn những thứ khác thì ok thì con sẽ đồng ý thôi. Nhưng mà thứ khác ok hả? Dạ. Nhưng mà thường con đi con thấy bạn trai nào con thích cái dạng nào? Con chỉ thích người mà ít nói thôi, đẹp được thôi à. Đẹp được thôi à. Đẹp được ít nói hả? Dạ. Không nói luôn được không? Đẹp cỡ ai? Đẹp cỡ chú Viện Linh là được rồi. Đẹp cỡ chú Viện Linh là được rồi. Vậy là dễ kiếm lắm đó con. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Trời ơi, tôi mừng quá trời. Vậy tôi cũng nằm trong số đẹp ha. Con ở đường nào, Mỹ Tho đường nào? Con hả? Con thì con ở Sông Thuận. Con đang làm ở Sông Thuận hả? Dạ. Trời ơi, đó chú học Vĩnh Kim đó. Dạ, vậy hả chú? Ừ, sát bên đó. Dạ. Rồi giờ chàng trai nè. Dạ. Bên kia là nhỏ hơn 10 tuổi lận á, có lo người ta con nít không? Dạ, không đâu. Em nghĩ là bây giờ con gái trưởng thành mà chín chắn hơn nhiều ngày xưa. Có keo kiệt không? Không. Có cho vợ đi làm ăn gì không? Hay là về bắt vợ đẻ ở nhà lo cho gì? Con cái không thôi. Dạ không, cái đấy là quyền của vợ thôi. Ê. Bây giờ là mình muốn có một người bạn gái như thế nào nè? Xinh đẹp dễ nhìn một chút, thì biết đối xử với mọi người và sống tốt là được. Đơn giản vậy thôi chị. Rồi bây giờ mình đi với ai con? Dạ con đi với bạn thân với lại em trai. À em trai hả? Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Con là Hoa Hạ, là bạn của Mỹ Liên. Mỹ Liên trước giờ là một cô gái sống rất là tự lập. Con cảm thấy bạn nam hôm nay chín chắn và khá là phù hợp với lại Mỹ Liên. Em trai, em ruột của Liên nè. Con có ý kiến rồi, con thấy anh rể mình, tương lai mình vậy được không? Dạ được chú. Chị con khó tính không? Chị con thì rất yêu thương gia đình chú. Dạ nhà chị con nói chung là làm mọi thứ đều vì gia đình thôi. Chị có la con nhiều không? Dạ không, chung gia đình con là tự lập từ nhỏ rồi chú. À. Hồi nào giờ là có chàng trai nào tới lui tới ở nhà để cua chị không? Dạ không ạ. Rồi chị không tiếp xúc với ai luôn hả? Đâu đi làm đi học không mà chú. À, rồi, cảm ơn con. Đó, mình hỏi cho hai bên nghe để cảm nhận về nhau trước ha. Giờ nhà trai đi với ai nè? Dạ em đi một mình ạ. À rồi, có anh Quyền Linh lo. Còn bây giờ thì thôi mình mở rào cho hai bên cùng nhau gặp mặt nói chuyện đi ha. Mở rào. Bắt đầu đi. Người ta chưa bao giờ yêu, người ta tặng quà cũng có khác ha. Rồi, dạ, anh tặng em muốn coi. Người ta có yêu rồi, ta tặng trái tim, con thỏ hay con búp bê hay là con gì. Tặng dạ, con voi. Dạ, ý nghĩa. Dạ, ý nghĩa con voi với lại cái quật nơ là em muốn là suốt ngày ở bên bạn gái. Buổi tối thì là con voi ở bên cạnh, còn cái nơ thì đi theo bạn gái suốt ngày á. Con gái không ai thích con voi không ơi? À, không, chưa yêu lần nào không biết gì chứ. Thấy không? Đây chứng minh được là chưa yêu lần nào hết. Ta thích con gấu nè. Đúng rồi. Con cho heo nè, con chó dễ thương nè. Chứ không ai đi mua. Đó, em nghĩ là cái bài chú voi con ở Ban Đô đấy ai cũng biết chắc. Đó con nít ông ơi. Cái đó con nít chứ không phải con gái. Dạ. Bạn gái thích hay không mới là quan trọng anh. Dạ. Sao em, con? Em nghĩ cái món quà của anh thế nào? Dạ em thấy nó dễ thương anh. Dạ. Trước mắt á thì em xin cảm ơn anh nha. Em rất là thích món quà này. Ờ. Nếu mà chúng ta mà tiến được lại gần với nhau thì em muốn mình bao nhiêu ngày mình gặp nhau một lần? Công việc của em á là em làm khoảng 12 tiếng trên một ngày. À. Cho nên khoảng là một tuần đêm một tuần ngày, cho nên từng ngày từng đêm em sẽ xuống ca và em nghỉ được 7 ngày. À. Cho nên mình sẽ gặp nhau. Ồ. Dạ. Yeah. Tại do anh cũng ở Bình Thuận nữa nên anh có thể sắp xếp khoảng một tuần, hai tuần tùy theo công việc. Tại vì anh là khoảng 2 tháng nữa là có thể anh rảnh. Anh rảnh nhiều hơn anh giao trang trại lại cho bà chị làm, còn anh làm thêm việc khác. Anh có từng xuống miền Tây chưa? Không, miền Tây là anh đi thường xuyên luôn á, tại vì anh cũng có làm mấy việc với mấy anh em ở dưới đấy á. Vậy anh có xuống với Gò Công với em chưa? Chưa. Ở Tiền Giang thì hồi trước anh cũng có một ông anh làm việc chung, thì lâu lâu cũng xuống nhưng giờ không có xuống nữa. Anh thích mẫu bạn gái như thế nào? Thì dễ thương thì hiền dịu cũng giống như em là được rồi. Dạ cảm ơn. Vậy mà nó không biết cô gái thiệt á. Dạ. Dạ. Em thì em thích đi du lịch bằng xe máy đó. Bằng xe máy của em luôn, chính tay em chạy luôn. À, vậy thì em có thể hợp với anh. Chắc nơi anh đi nhiều nơi lắm nên cũng có thể anh chở theo em đi du lịch được. Dạ. Sống vì anh đi Đà Lạt, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk hay là Phú Yên. Dạ. Đồ anh cũng đi nhiều lắm.
mà ở miền Tây anh cũng đi nhiều lắm. Miền Tây là anh đi Đồng Tháp, Bến Tre rồi đi nhiều tỉnh. Quan trọng là em có thời gian thôi, chứ còn anh nghĩ là nếu mà anh đi nhiều đến mức là có thể em không có thời gian mà đi cùng luôn chứ. Công việc của em thì em cũng sẽ sắp xếp, nhưng mà anh muốn em sẽ sắp xếp đi với anh cũng được. Dạ. Thì đúng rồi, do cái công việc của em chưa được tự chủ nên mình còn phụ thuộc. Dạ, còn phụ thuộc. Nhưng mà sau này có thể mình lấy nhau về thì nó sẽ khác. Đúng rồi. Có thể mình sẽ tự làm việc. Thế đoạn lấy nhau về được rồi đó. Yeah. Giờ lấy nhau về mình tính sao nè? Em thì cũng nói chung là cũng còn nhỏ, nhưng mà khi mà khoảng 2 năm thì em có thể là cưới được anh. Ồ, yeah. Anh thì muốn sớm hơn, còn nếu đó là cái quyền quyết định của em cưới hay không là do em bên anh. Cái đó là do em nhiều hơn anh mà. Dạ. Rồi quan niệm về con trai con gái đầu lòng thế nào? Nói với nhau biết luôn đi. Ôi, con trai hay con gái giờ cũng vậy. Dạ yeah, đúng rồi. Anh mình thì cũng là con của mình rồi. Dạ. Mấy đứa? Nếu mà bây giờ theo em nghĩ thì 3 đứa là tốt nhất. Cho em hỏi một câu nha. Anh có thích người phụ nữ cao không? Em rất là cao luôn. Có chứ. Sao anh nghĩ thì đàn ông cũng đa số thích người cao. Dạ. Tại vì lý do em ế tới giờ này là em cao quá cho nên không có. Chắc là cũng môi trường hoặc là nhiều nhiều bạn trai người ta chưa nhìn thấy vẻ đẹp của em thôi. Dạ. Cảm ơn anh. Anh thấy chưa? Thì em thấy thì em mới nói bạn nữ là xinh đẹp. Vậy mà ế thì cái yeah. Nói chuyện cỡ vậy đó mà ế tôi tức mày ghê. Ngọt như thanh long ruột đỏ à. Vậy thôi. Sao chưa có người yêu tôi cũng chưa hiểu dạ, luôn á. Nhiều khi mình nói ngọt ngào quá người ta lại biểu mình giả dối chị khổ. Không nói thì người ta biểu ít nói, mà nói ra người ta biểu ngọt quá, người ta biểu giả tạo, giờ biết sao được. Tới nắm tay bạn gái, bỏ con voi xuống giờ mà đừng nắm con voi. Đây đường voi đây. Dạ. Đó. Trời, hai người đứng kế bên coi. Không có. Được em, không? Em có biết phụ nữ sinh ra là để làm gì không? Dạ để nói chung là để vui vẻ. Đâu, là để được yêu thương. Trời em... ơi, là để được yêu thương. Trời ơi. Em hãy để cho anh làm cái điều đó nha. Dạ được chứ. Được, cảm ơn em nhiều. Dạ. Chưa hả? Nữa hả? Nữa. Còn thả thính nữa hả chị? Còn thả thính nữa hả chị? Mình đừng có ngại về chiều cao của mình. Dạ. Em cứ đứng thẳng lên, em đừng lo gì hết trơn á. Con gái bây giờ cao hơn con trai là chuyện bình thường. Bình thường. Nên là em đừng có mặc cảm về chuyện chiều cao, bây giờ em phải tự hào. Là Duyên hát bài nào đó tặng em gái rồi em hái ngược lại thử coi. Em không biết hát anh, nhưng mà em có thể nói được không? Em nói gì đó nói với người bạn gái đi. Rồi, dù nghèo hay giàu em ơi, nhưng anh vẫn có Honda. Tuy nó không sang như người ta, nhưng anh vẫn chở em được mà. Người yêu ơi, hãy lấy anh nha. Anh sẽ chở em đi mọi nơi, luôn hát khúc ca yêu đời. Mình bên nhau mãi không rời xa cho em. Học thuộc lòng đâu vậy? Bài của em tự làm, tự sáng tác mà chị. Bài này đọc với nhiều người chưa? Dạ không, một mình à. Tức là chưa đọc bài này với ai hả? Dạ đúng rồi, chỉ có em nghe thôi. Dạ em thấy anh này khá chân thành. Em anh nắm tay em mà anh rất là rung luôn nè. Dạ. Chú anh rung. Dạ. Lắm hả? Dạ đúng rồi, rất tại là rung. Chưa bao giờ yêu mà. Chúng ta để tay nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Dạ. Hãy nắm tay nhau đi nào. Đó. Chưa bao giờ có một nụ hôn nào cả. Bây giờ nó sẽ xuất hiện. Vậy xong rồi em học thêm cao học nữa. Thì trong năm nay sẽ tốt nghiệp luận văn thạc sĩ. Thạc sĩ về ngành nào em? Ngành quản lý văn hóa. Văn hóa? Dạ vâng. Thì cái lý do mà em hiện bây giờ vẫn chưa có người yêu cũng là vì là do em dành quá nhiều thời gian cho công việc học tập và đi làm. Thì học xong một cái là em vừa đi làm để trang trải học tập để cho học cao học nữa. Rồi cái công việc của em cũng phải đi rất là nhiều.
Thứ nhất là do tính chất hoạt động nghệ thuật nên tổ chức sự kiện nơi đây may đó là coi như toàn quốc chỗ nào cũng phải đi hết. Nên ra là đi nhiều quá, rồi thời gian công việc học tập cũng nhiều. Nên ra là cái cuộc sống riêng tư của em không được có nhiều. Và những người nào mà kiên nhẫn mà nhắn tin gọi điện cho hàng ngày cũng không phải là số nhiều. Thành ra là em cảm thấy rất khó để quen được một người mà lâu dài. Là thiếu những anh chàng mà nhẫn nại phải không? Rồi, mấy người làm quản lý nhà khách sạn là nhẫn nại lắm, đừng có lo. Nào Cương, em phải nói gì với bên đó đi. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Thì điểm mạnh của em thì là tính tình em hiền lành, dễ chịu nhưng mà không có dễ dãi. Em thì sống là hướng suy nghĩ theo một hướng tích cực. Không hút thuốc, không nhậu nhẹt, có thể biết làm và sẵn sàng chia sẻ công việc nhà. Kiểu hướng làm người gia đình. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm em thì dễ bị đỏ mặt khi các bạn nữ hay chọc. Dễ bị đỏ mặt. Dạ. Cũng hơi đỏ đỏ rồi ha. Nãy giờ đỏ chưa anh Linh? Hơi đỏ đỏ thôi, chừng nào gặp bạn nữ bên kia mới đỏ. Bây giờ em nói gì mà cho bên kia ảnh đỏ luôn cho chị. Ừ, nói đi. Nói về tình trường đi, em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em thì có 2 mối tình, nhưng mà không mối tình nào vượt quá được 1 năm cả. Tại do là em số em toàn là quen những người rất là ở rất là xa. Thế cứ 3-4 năm, thậm chí nửa năm mới gặp nhau được, 3-4 tháng, nửa năm gặp nhau có 1-2 lần. Thì cứ yêu nhau qua tin nhắn điện thoại không thì cảm thấy hơi không ổn. Chán quá ha. Phải đi chơi. Những cái nguyện vọng của em là bây giờ thí dụ như yêu nhau là bao lâu gặp 1 lần? Em thì tại vì thứ nhất là người nào mà chịu nhắn tin gọi điện cho em mình nhẫn lại là tốt lắm rồi. Thế ra là em rất ít thời gian để nhắn tin gọi điện lại và thường hay bị chê trách tại sao không nhắn tin gọi điện lại, không chịu liên lạc. Mà thực sự là do là vốn công việc mà như chị biết, như tổ chức sự kiện hay là múa hát thì mọi chị biết rồi đấy, đâu có thể nào cầm điện thoại cho người suốt đâu. Em không có thời gian nhắn lại cho người ta, nhưng mà em vẫn mong muốn lúc em mở ra thì vẫn thấy người ta nhắn vô cho em, đúng không? Dạ ý em là vậy, dạ đúng không? Dạ vâng. Có nghĩa là em cảm thấy trong chuyện tình cảm thì cần phải có sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, nhưng mà có nghĩa là em không nhất thiết là phải cứ gặp nhau hàng ngày. Vì bốn tính chất đã không gặp nhau được thì mình cũng có thể tình cảm theo cách khác. Dạ. Cái ưu điểm thì em tự nhận thấy mình là một người khá là nghiêm túc, trung thực, sống có trách nhiệm. Và em là người yêu thích công việc. Rồi hai cái mối tình kia chia tay là lý do mình không có thời gian nên là từ từ là chia tay luôn đúng không? Dạ vâng. Rồi bạn trai bên kia nghe mình rút kinh nghiệm nha em. Dạ. Người ta cổ có bận thì cổ bận, em cứ nhắn tin đều. Đúng nhắn rồi. Nhắn ca ngập điện thoại đập không cần thiết. Còn nhược điểm của em thì nhiều người nhận xét em là một người hơi khó tính, có một chút nóng tính và hơi ngang bướng chút xíu. Cũng có thể là do tính chất em công việc như thế nên mình đôi lúc phải rất dứt khoát. Nên là mình có nghĩa là em sẽ cố gắng sẽ khắc phục những cái tính chất đó. Nếu mà em gặp được một người mà có thể một là trị được em, tức là giúp em nhu lại được, hai là chịu được em, tức là cảm thấy là chấp nhận được tính cách đó của em thì phải trị được em và phải chịu được em nha anh Cương. Dạ. Anh Cương thì có mấy mối tình rồi anh? Thì hồi trẻ cách đây 10 năm thì cũng có một mối tình. Hồi trẻ đó hả? Ý là giờ già lắm rồi đó. Trời ơi bi quan quá. Dạ. Lạc quan còn trẻ mà giờ vẫn trẻ. Dạ. Mối tình hồi xưa bỏ qua đi, mối tình mới đây nè. Là đây, lâu chưa? Không, cũng là mối tình hồi xưa thôi. Dạ. Mối tình mới đây cũng là mối tình hồi xưa luôn. Dạ. Nghĩa là từ xưa giờ chỉ có mối tình ngày xưa thôi. Dạ đúng rồi. Là một mối tình một thôi. Dạ. Mối tình ngày xưa đó lâu không? 2 năm ạ. 2 năm? Dạ. Ngày xưa đó qua bao lâu rồi? Dạ 10 năm thôi. 10 năm rồi. Dạ. Ủa vậy 10 năm nay sao ở không vậy anh? Thì thực sự ra có một ý điểm của em nữa là em lười đi chơi, lười ra ngoài, thường đi làm ở nhà nên ít nên dẫn đến là lười quen bạn gái luôn. Lười quen bạn gái? Trời ơi giờ đó chứ tôi nghe câu này đó. Ủa rồi mà có thích con gái không? Dạ bình thường chị. Dạ. Bình thường không có thích luôn. Không, vậy nghĩa là con trai bình thường à, trai bình thường hả? Dạ. Cái này em làm cái công việc em công ty hỏi lại nha. Em làm gì? Em làm về mảng đầu tư ạ. Mảng đầu tư nhà hàng khách sạn. Dạ. Em có công ty không? Dạ không, em làm cho công ty thôi. Trong công ty em làm chức vụ gì? Làm phó phòng đầu tư ạ. Phó phòng đầu tư. Dạ. Phó giám đốc, đầu tư. Phó giám đốc đầu tư. Dạ. Chà, dữ nha. Bây giờ mình đầu tư về tình yêu được không? Dạ cũng nên đến lúc suy nghĩ nghiêm túc. Lúc. Dạ. Bây giờ mạnh mẽ lên nha, mặt đừng có đỏ nha. Em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, mẫu người em là những tên dịu dàng. Dịu dàng. Biết quan tâm, biết chia sẻ. Quan tâm, chia sẻ. Biết chăm lo gia đình. Dạ. Đơn giản vậy thôi hả? Chiều cao thấp. Về ngoại hình thì thích bạn gái ngoại hình thì dễ nhìn. Chân không dài lắm chỉ còn cao 1m55 đến cỡ 1m62 thôi. Dạ. Chân không dài lắm.
Còn gì nữa không em? Có cái mẫu người lý tưởng gì không? Dạ không chị, chị hồi từ hồi đó giờ bạn mối hồi bạn là hình như bạn đầu tiên lên là tìm người yêu chân không dài lắm á. Sao bên đó chân có dài lắm không? Dạ chân chắc là đủ tiêu chuẩn không dài lắm rồi ạ. Em thì em đặt mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ trước hết em xin đáp lại cái mong muốn của anh bên kia về mẫu bạn nữ là muốn một người dịu dàng, biết quan tâm và chăm sóc. Thì em cũng không cảm thấy tự tin lắm. Dạ, tại nhất là em là một người cũng có tính chất dịu dàng, nhưng mà nếu dịu dàng đầm thắm theo kiểu phụ nữ gia đình thì chắc không phải. Thì em cũng là một người sống khá là năng động và hoạt bát. Thứ hai nữa là quan tâm chăm sóc thì em nghĩ cũng có, nhưng mà không phải là một người quá tinh tế dịu dàng như một người phụ nữ truyền thống. Nên là em không biết là em bên kia mong muốn một người phụ nữ theo kiểu truyền thống không ạ? Nếu như mà phụ nữ truyền thống thì không biết em có đáp ứng được hay không. Anh thì muốn cân bằng giữa hiện đại và truyền thống chứ không hẳn là truyền thống. Về mẫu bạn nam mà em muốn về người yêu lý tưởng thì em cũng không có cái mẫu hình nào cả, nhưng mà em chỉ mong muốn một người đàn ông có tính chất điềm tĩnh, chín chắn, có sự nghiệp ổn định và có sống có trách nhiệm. Dạ, chỉ đơn giản như thế thôi. Còn về ngoại hình thì em muốn một người cao hơn em, nếu mà cao được 1m7 trở lên thì càng tốt, khỏe mạnh, thích tập thể thao. Bên kia có chơi thể thao gì không anh Cương? Dạ có, sáng chạy bộ công viên. Dạ, dạ. Dạ chơi thể thao hoành tráng quá ha. Rồi anh thấy cũng cái hai người đưa ra cái hình mẫu thấy cũng được. Bên đây là hình như là hoàn thiện hết. Bên đây là mẫu người gia đình luôn rồi. Để anh xem coi. Ô dễ thương quá. Dạ anh ạ. Em. Dạ. Nhưng mà nãy giờ em nói nhanh quá. Em khắc phục được cái chuyện nói nhanh không? Dạ đúng rồi, em sẽ cố gắng khắc phục. Người quản trị mà không có nói tiếng quản trị hả? Dạ đúng rồi, em nói tiếng này để cho mọi người dễ nghe. Như em nói tiếng quản trị chắc mọi người sẽ tưởng em nói tiếng nước ngoài quá à. Nhưng mà nãy em nói em không phải là mẫu người chăm sóc gia đình lắm. Dạ em là một người chung, em sẽ cố gắng cân bằng giữa gia đình và sống công việc, nhưng mà em cũng là người yêu thích công việc, nên là nếu như yêu cầu em phải sống một cách vì gia đình hoàn toàn thì em không làm được. Em thích gì ở người đàn ông? Em thích một người sống có trách nhiệm và thông cảm được với công việc của em hiện tại. Anh ở đây có trách nhiệm á, anh thấy là ổn đó. Căn bản là thông cảm được với nghề nghiệp của thông em. Thông cảm nghề nghiệp, anh ít nói. Ổng thông cảm luôn. Anh nghĩ ít nói lắm, làm gì cũng được hết trơn á. Kỳ vậy? Ít nói người ta cũng không đâu. Kệ nó, vậy dễ hơn rồi. Cái điều nữa là em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích một người gia trưởng. Anh này, anh không có gia trưởng đâu, anh hiền quá, hình như là em gia trưởng hơn ảnh đó. Em không thích một người sống chung là quá kỹ tính. Kỹ tính hả? Kỹ tính như là hơi tính toán tiền bạc, hơi chi li sạch sẽ quá, các kiểu cái gì quá là thấy em không sống được, tại vì em tin em hơi thoải mái. Em không có thích một người quá kỹ thì em sẽ bị xăm soi, mình cảm thấy là không tự tin. Cái kỹ tính đó ha. Đàn ông mà kỹ tính quá cũng giống đàn bà. Vậy cái này được, để anh hỏi ảnh coi sao nha. Dạ. Rồi. Được lắm á. Dạ. Được. Nhưng mà anh hỏi em là nãy cổ nói là cổ không thích người kỹ tính, xăm soi, rồi đại khái keo kiệt á. Dạ. Có không? Không, em làm lĩnh vực khách sạn nhà hàng là cũng rất là thoải mái, đi dịch vụ như đi tất cả ăn uống hay rất là thoải mái nên. Ăn uống thoải mái. Tức là cái công việc của em á, hàng ngày là tiếp xúc với lại là khách sạn nhà hàng nên cũng thoải mái, không có. Em có gia trưởng không? Không, em chỉ là con trưởng chứ không gia trưởng. Em có muốn chị hỏi thêm cái gì về gia cảnh của ảnh thì không, chị sẽ qua chị hỏi, chị nghiên cứu cho em. Ngoài cái cao 1m7 em còn muốn cái gì nữa không? Về ngoại hình, về gia cảnh. Dạ, nếu như người đó sống tại thành phố Hồ Chí Minh thì càng tốt, tại vì em làm việc tại Sài Gòn và không muốn phải di chuyển sang một nơi khác. Nếu làm dâu thì được không? Nếu làm dâu thì em không có vấn đề gì cả, nhưng căn bản là em chỉ mong muốn là gia đình nhà chồng có thể, gia đình bên người đàn ông có thể thông cảm đối với công việc của em, chấp nhận là em hay đi công tác. Đi về chế. Có đưa mẫu người lý tưởng nào không? Mẫu người lý tưởng mà một người đàn ông hả? Nếu em đưa cao quá thì làm nào? Thì mình cứ đưa đi, còn cái chuyện được hay không là còn tùy nữa. Dạ, em thì hay thần tượng một người đàn ông mà vừa vì sự nghiệp, vừa vì vợ, vừa vì gia đình ấy, thì là có David Beckham. Cũng hơi cao quá em. David Beckham hả? Wow, 37 tuổi mà cũng còn trời, ngon lành ha. Nãy em nói hay mà qua nhìn thôi, không bao giờ biết 37, em tưởng đâu 47, á, quên, 27. Anh sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hay sao? Dạ, em sống ở đây. Sống ở đây luôn, mình có phải làm dâu không? Ba mẹ em sống chung luôn với mình hay thì sao? Thì có thể sống chung, sau đó nếu mà có thể không
thích thì ở ngoài cũng được, rất là thoải mái. Vậy là sao cũng được, đúng không? Ta làm nhà hàng khách sạn, thích thì ở khách sạn, không thích thì ở nhà hàng. Không thiếu chỗ ngủ. Bạn nữ thì bạn nữ thì đang ái ngại là vấn đề về sức khỏe, tại vì bạn ấy muốn lấy một người chồng phải có sức khỏe, phải có tập thể thao. Thì chạy bộ hàng ngày đó. Khỏe không? Khỏe. Thích đất nổi không? Nổi thôi, quan trọng bao nhiêu cái chứ còn nổi. Thì bây giờ thử được nhiêu cái thì thử đi. 4 cái thôi. Tại vì bên này cô này ngon lắm à. Phải thích đất khỏe rồi mình mới làm mai được. Em làm mẫu vài cái. Rồi, nếu mà làm mẫu chuẩn vài cái. Chỉ cần nhìn thấy cái thế là biết được hay không rồi. 4 5 cái là ngon rồi đó em. Trời ơi ghê vậy, bẻ tay cứ rụp vậy đó hả? Phó giám đốc mà. Phó giám đốc. Dạ. Được à. Xấu à. Được. Làm mẫu thôi, làm trời ơi, làm thấy nhiều ghê chưa? 3 cái nhiều ghê chưa? Có giỡn à. 3 cái nhưng mà thật sự lên đây là rất là nhiều anh thích đất rồi. Cái 3 cái này như 3 cái này chất chuẩn lượng, có nghĩa là trước sau thẳng xuống sát lên cao. Còn có nhiều người làm 10 cái nhưng mà đều cái này xuống là cái mông chổng lên. Là như vậy là chưa có đạt tiêu chuẩn. Đồng ý, anh này được. Anh này là mông không chổng hả? Không, đẹp được. Đều hả? Đẹp trai quả. Sáng sủa, công việc ổn định, đúng không? Gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà chỉ hỏi một câu nữa thôi. Bạn có ngại nếu như người vợ mình là một cái người học cao hơn mình không? Hoặc là lập gia đình rồi vẫn cứ đi học, sanh con đẻ cái rồi vẫn muốn học thêm? À, cái đó thì nhiều khi bây giờ trả lời cũng khó trả lời. Thành lúc đó khi mà tình cảm đủ lớn thì để mình vượt được hay không thì lúc đó sẽ rõ. Nhưng bây giờ lúc chọn, bây giờ cổ là cổ vẫn đang học và cổ chuẩn bị năm nay sẽ tốt nghiệp cao học. Thì cái điều đó có làm cho bạn cảm thấy không, điều đó là hãnh diện hay là cảm thấy ái ngại? Có nhiều người người ta lại ái ngại, nhưng có nhiều người đi khoe trời vợ tôi học cao là tôi sướng lắm, thí dụ vậy. Thì bạn là thuộc tiếp nào, cái quan điểm của bạn như thế nào? Thì ở đó em cũng quan trọng, nếu mà bạn đó cân bằng được, nếu mà việc học, việc làm và gia đình nó cân bằng được mọi thứ thì cũng sẽ ủng hộ. Ủng hộ ha. Dạ. Rồi. Nhiều đó thôi. Ủng hộ. Được, đẹp trai lắm em. Có nhà cửa ổn định. Anh nói với em nghe, bên đó cao học, bên đây học hơi cao luôn em. Em khoe liền em. Em mới học ở đâu về khoe luôn. Mới học ở Úc về đó. Bằng gì em? Master. Master Úc về đó cưng. Đừng có giỡn, bên đó cao học.